Dạ, chào cô và các bạn. Thì em được nhóm giao nhiệm vụ là trình bày phần đầu về sinh lý nội tiết. Cái này em sẽ cố gắng hoàn thành, mặc dù là em nói rất là tệ. Mong cô và các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn bạn ha. Thì chắc là ai cũng sẽ có nhiều cơ hội để trình bày như thế này. Hai các môn khác thì mình trình bày để mình có những cái kiến thức và rút kinh nghiệm nhiều hơn và mình hiểu sâu hơn khi mình trình bày cho các bạn nghe. Đây giống như nãy mà Phước trình bày á, là ghi vậy nhưng mà cũng nói được nhiều hơn, không giải thích được nhiều hơn. Rồi cô mời bắt đầu. Dạ, mà cô ơi, em cái màn hình máy tính đó, nó bị gì nó tắt luôn rồi cô, sao kỳ cô? Khánh ơi, coi dùm cái này, xong mỗi lần mà mở cái gì lên là nó hay tắt, nó chớp tắt gì là bị sao vậy? Mình vẫn nhìn thấy được bài. Vẫn nhìn thấy bình thường mà chị trình chiếu. À, cái này bên mình nó thì nó cái màn hình nó cứ chớp rồi nó tắt nó luôn nè. Nghĩa là chắc là do cái lỗi máy tính của bên mình hả? Dạ, bên mình vẫn thấy. Chị bấm vào trình chiếu. Ừ, thế. Bấm F5 đi ạ. F5. Được rồi. Bắt đầu được rồi. Cái này nó do cái mà lỗi bên máy tính bên mình quá. Chắc nhờ bạn nào trong nhóm á, nhờ trong nhóm á trình chiếu đi ha. Thì bên mình giờ nó cắt tới thôi luôn rồi đó. Không thấy chỉnh luôn ha. Dạ. Vậy là em là em trình chiếu cho chị Tiết nha. Hai vậy là Uyên trình chiếu đi rồi chị đọc cái phần trong cái chị in ra nghe rồi hay bị trường hợp như vậy quá. Chị Tiết tắt cái màn hình bên chị đi mới trình chiếu được á. Cái này là cái giáo trình này là mình in ra cái giáo trình hồi đầu á, cho nên là cái này mình cũng không có theo sát với lại cái giáo trình chiếu ha. Về cái tiếng nội tiết thì ở đây là tiếng nội tiết không có ống dẫn tiếp tiếp trực tiếp vào máu hay đi đến các tế bào lân cận. Tuyết ơi, chờ xíu bạn Uyên share cái màn hình lại chị Tuyết ơi. Rồi, bên mình đã vui không thấy được gì trơn. Thấy chưa? Dạ, nó chớp lên rồi đó. Thấy. Đây là mình thấy ha. Vậy thôi, cô với các bạn thấy thì còn em chứ em đọc cái chết. Các bạn trong nhóm nó hỗ trợ các bạn. Rồi. Không biết với bạn, các bạn trong nhóm là bạn nào có bạn nào hỗ trợ. Em trình chiếu rồi á chị Tuyết ơi. Đây, vậy thôi, giờ mình đọc luôn đi ha. Các tiếng nội tiết này á thì tập trung ở vùng dưới đồi nè, tiếng nghiêng, tiếng giáp, tiếng co giáp, tiếng tùng, tiếng tỵ, rồi vị trí của nó thì nó kể cả cái vùng trứng và cái vùng hoàng của nó. Vùng hoàng của cái thức tố thì nó điều hòa và điều phối hoạt động của các cơ quan sinh sản, sinh trưởng, phát triển, duy trì nội môi, kiểm soát cân bằng năng lượng. Phân loại cái tiết tố nội tiết tố là cái bản nội tiết tố thì có nội tiết tố nè, rồi tự tiết tố, cận tiết tố và giao tiết tố. Đây là bốn cái phân loại của nó. Rồi về hóa học thì cái tiết tố được chia làm bốn nhóm, a
vitamin, dưỡng chất từ acetamin, peptide protein, steroid dưỡng chất của cholesterol, chất acid béo, ví dụ như rosette protein. Sẽ qua cái phần là quan hệ giữa thần kinh và kích thích tố. Đây là cái phản xạ kích não và phản xạ thải sữa. Cái phản xạ kích não là nó đi từ tử cung nè, cung tủy sống cùng dưới đồi. Cái nó gọi là LHRH. Thiên nhiên thì trước của thiên nhiên á, LH này đến buồng trứng và kích não. Còn cái phản xạ thải sữa thì cung tú nè, đến tủy sống cùng dưới đồi. Thì sau của thiên nhiên ra cái hóc môn là oxytocin, bầu bú và thải sữa. Về cái tuyến yên nè, thì quan hệ giữa vùng dưới đồi và tuyến yên. Tuyến yên gồm có ba thùy, sao được tạo từ mô thần kinh ở não. Ở thứ ba, thì trước và thì giữa có tế bào và bài tiết là kích thích tố. Chứa hệ tĩnh mạch cửa để nhận chất tích tố giải phóng hoặc là chất tích tố chế cùng dưới đồi. Cái tiếng yên về cái tiếng yên thì đây là cái hình về cái chức năng của tiếng yên về tiết các chất tích tố thì SRH, CRH, CRH, GnRH, yếu tố ức chế từ vùng dưới đồi gồm TIH, somatostatin, kích thích tố thì trước tiếng yên, kích thích tố tăng trưởng, protein đặc hiệu theo loài, ăn lương thú non dài ra, thú chàm hình đầu xương, dinh dưỡng AA dị hóa mỡ, dị phân lycogen, sữa tăng kiểm soát, STH, RH tăng, đường huyết giảm, vận động ăn nhiều protein tăng. Sau gì? Somatostatin từ dưới đồi, chứng tỷ, đường tiêu hóa giảm, tác nhân hướng adenin huyết giảm, TH, lipoprotein, đặc hiệu theo loài, TH ảnh hưởng lên tuyến giáp, bắt giữ ion máu, sản xuất và phóng thích tyrosin, thủy phân, tyrosin, điều hòa phân tiết TH, DRH, tyrosin máu theo cơ chế phản hồi ăn, làm giảm tiết TH và ngược lại, nhiệt độ môi trường thấp, tiết TH, ACTH, polypeptide, 39 acid amin, sản xuất glucocorticoid, điều hòa CRH, glucocorticoid theo cơ chế phản hồi ăn, glucocorticoid giảm tiết ACTH, thời gian bán rã ACTH là 6 phút, tích cực tố FSH, glycoprotein, chức năng thú cái phát triển ngoan ngoãn, phân tiết estrogen, tiết estrogen sau khi có NH được thông tin khi ladies đã tiết testosterone, điều hòa GnRH tăng và thời gian chiếu sáng tăng, estrogen chết do dopamine giảm, LH, lycoprotein tăng, thú cái tiết estrogen giảm, tạo thể vàng, tiết progesterone được tiết testosterone kiểm soát, LH, RH, estrogen thấp, tiết LH, progesterone, testosterone, test, dopamine ức chế tiết,
kỳ tiết eo hát. Thì cái hình này là tác động của LH và FSH lên tế bào màng trong của tế bào hạt ở nang noãn. Đây là các thức tố là LH, FSH, tiểu động mạch buồng trứng, mạng mao quản nè, rồi tĩnh mạch buồng trứng nè, màng đái nè, tế bào hạt cụ thể FSH. Đây là một cái hình, cái ảnh hưởng của ánh sáng lên trục vùng dưới đồi, chiến yên, vùng trứng. Ánh sáng này sẽ đi đến cái thụ thể ánh sáng ở vùng dưới đồi, tế bào thần kinh vùng dưới đồi, hạt GNRH, tế bào tiết FSH và LH ở chiến yên, nang noãn trước khi xuất noãn, progesterone. Nang noãn nhỏ của buồng trứng, prolactin, nơi tiết là rotin, chức năng tạo sữa vì kích thích việt hóa và phát triển biểu mô trứng vú, làm tiết sữa bầu dì ở chim bồ câu, phát triển thể vàng ở người và một số gia súc chó nên còn gọi là LCH. Mẫu tính hành vi ấp trứng trên gà. Cơ chế tác dụng của rotatin là hoạt hóa tyrosine, kiểm soát tăng, kích thích nấm vú và giảm tiết dopamine, nên DRL tiết, TRH, oxytocin, vasopressin, peptide từ vùng dưới đồi, kích thích tố vùng trứng, estrogen, làm tăng DRL thông qua tác động trực tiếp lên tuyến yên, do đó DRL trong máu tăng vào lúc thú cái thành thục, về tính và lúc sinh đẻ, giảm dopamine, kích thích tố thì sau tuyến yên, ADH, kích thích tố kháng lợi tiểu và oxytocin đều có chính acetamin. Do vậy có hai phân tử nên xem như autopeptide cũng gắn với protein phải neuron sin để được chuyển dọc theo sợi trục thần kinh từ vùng dưới đồi xuống thì sau tiếng yên và chữ ở đấy. Hai kích thích tố này được phóng thích khi có xung động thần kinh từ vùng dưới đồi đi đến thì sau tiếng yên, đều ở dạng tự do trong máu và thời gian bắn rã khoảng 3 đến 5 phút. ADH tái hấp thu nước và sắn pha và ống gớt qua cơ chế tăng hoạt động của adenine, lát tạo CAMP và chèn aquaporin protein nên tăng tính thẩm thấu vào màng ống thận nhỏ. Hàm lượng cao ADH gây co mạch vành và tăng huyết áp nên gọi là vasopressin, co cơ tử cung và co đường ruột, mất nước, đau đớn, ngủ, tin và clorofoam tăng tiết ADH, alcohol ức chế tiết ADH nên tiểu nhiều, oxytocin co cơ trơn tử cung để sinh đẻ, co tế bào biểu mô cơ tuyến vú để thải sữa, tác động trên thú đực chưa được chứng minh rõ, kích thích từ thì giữa nghiêng MSH kích thích tạo melanin ở da tạo màu đen. Qua tuyến giáp thì tyrosine, thành phần là protein, chức năng tăng biến dưỡng, tiết STH, phát triển hệ thần kinh, tăng dẫn truyền xung động thần kinh, kích thích giao cảm tiết adrenaline và noradrenaline, làm tăng nhịp tim và tăng lưu động máu, tăng tiết sữa, giảm động dục thầm lặng, tăng tính năng, giảm tinh tinh, điều hòa pH, độ lạnh. Concitonin, polypeptide, 32 acetamin, cấu trúc khác nhau giữa các loài
nhưng đầu N thì như nhau. Xương tăng thu nhận canxi và thận tăng thải canxi, tích tác động lên ruột, kết quả là làm giảm lượng canxi máu. Ca 2 cộng máu dịch ngoại vào tiết cantitonin, tiết liên tục khi Ca 2 cộng tiết bình thường và tăng tiết nếu khẩu phần nhiều canxi, dù canxi huyết chưa tăng. Magie 2 cộng tác dụng tương tự canxi đối với CT, kích thích tố đường tiêu hóa, gastrin, septrin, CCK làm tiết CT. Cái gì? Tuyến phó giáp, tiết PTH, bản chất protein, chức năng xương tháo canxi, xương làm tăng canxi huyết, canxi vào nước tiểu, thận, ức chế hấp thu phốt pho ở ống thận, tăng thải hydroxin, prolin, ruột, tăng hấp thu canxi ở ruột nhờ tạo CaMP làm tăng tính thấm màng tế bào với canxi, điều hòa vitamin D, điều hòa canxi, nó như giảm làm BTH tiết. Nghe tới tiếng tụy á. Cái màn hình bên em là bây giờ không có thấy được gì hết á, cho nên là chắc là nó tắt luôn hay sao á. Em Huyên nhớ em Huyên trình bày được không? Chiếu trình bày luôn cho Tuyến Tuyến đi. Dạ cô, tới phần tá là của phần tụy của bạn Tú á cô. Thôi giờ mời bạn Tú trình bày dạ. Để cô nhìn coi các bạn gửi bài cho các bạn coi, tại vì thật ra cái này cô gửi cho các bạn mà nó cái tổng của cái tổng kết của các cái thức tố và chức năng đó, nên vậy các bạn đọc thôi, lớp mình không mà không biết nó đi về đâu luôn, tại vì nghe nó mù mờ càng nhiều ha. Nên là cái này nó dễ lắm bạn, cái thứ tố của tổng kết cho các bạn trong cái file mà cô gửi về sinh lý nội tiết á. Ví dụ như cái thứ tố ở vùng dưới đồi thì nó gồm có cái oxytocin hoặc ADH, thì oxytocin nó làm cái chức năng gì? Ví dụ như là oxytocin thì nó thải sữa, hỗ trợ co cơ tử cung. Ở vùng dưới đồi thì có ADH, thì ADH nó làm gì? Thì thường là nó sẽ tái hấp thu nước từ thận. Tôi chỉ cần các bạn nói vậy các bạn vẽ ra thì nó nhanh, còn các bạn nói vậy hơi lớp mình bị rối hết. Hoặc là ví dụ như thì cái tuyến giáp, đúng không? Tuyến giáp, em muốn bạn biết là nó bị tuyến giáp là nó bị ảnh hưởng như thế nào. Nhất là tuyến giáp có chức năng đó là tăng trưởng, phát triển đối với vật, đúng không? Phát triển về thần kinh, rồi tốc độ dinh dưỡng để tạo nhiệt, như là T3, T4, rồi có thể là nó gây ảnh hưởng tới cái ảnh hưởng ngoài da, các bạn, bên da, ảnh hưởng tới cái mô bên da, thì các bạn biết được nó từng tuyến vậy, chứ các bạn nói dài quá thì sẽ khó. Thì chắc là cái file cái nhóm này chắc dần đi, rồi các bạn trong lớp á, các bạn về coi cái file cô gửi á, về nội tiết các bạn, sinh lý nội tiết á, thì các bạn trong mấy cái đó cô đã gửi cho các bạn cái cơ quan nào sản xuất cái gì, và cái kích thích tố đó nó là chức năng gì, không? Nó gọn hơn, chứ đừng có nói vậy hay nó bị rối ha. Tôi còn thấy rối chưa? Các bạn trong lớp có thống nhất không? Thì về gửi phim này, nhưng mà trình bày các bạn vậy không tổng hợp được, sẽ rối lắm ha. Dạ cô nhớ em cũng thêm một số hình ảnh với lại cái phần sau á, thì tụi em cũng phân tích nó rõ hơn á, cho nên là
Tại vì cái bên em là nó bị cái màn hình như vậy á, em không có trình bày được mấy cái hình ảnh lên á, nó hơi khó cái nhìn nhận một chút xíu. Thì chắc là để cái bạn bạn sau đi, bạn sau trình bày thì sẽ rõ hơn á cô. Giờ cái bên cái màn hình của em thì nó cắt luôn, nên là tiết chờ cô xíu đi, cô coi là cái bài của bạn cái nha, cô coi câu của bạn để không cái này chắc Khánh ơi, Khánh nhờ Khánh hướng dẫn giùm chị coi, bây giờ như vậy thì chị tắt luôn cái màn hình hay sao hả Khánh, tắt luôn cái máy tính hay sao, tại chị cũng không có rõ về cái máy tính nữa, cho nên là giờ là không có coi được cái gì luôn á, giờ chị tắt luôn cái màn hình, tắt luôn cái máy tính luôn ha. Chị thoát ra chị vào lại, giờ nó đâu có thấy được những gì đâu, bây giờ thoát ra thì sao? Dạ để em chờ chị. Em mời, để em mời chị ra rồi chị đi lại nha. Rồi thôi cái phút sau nó cũng hơi rối lắm các bạn. Nên là thôi các bạn về coi lại này nha. Để các bạn về coi phần này thì cô cũng sẽ cho các bạn đề mở khi mà nói về cái vị trí mà tiết ra cái cơ quan mà tiết ra cái hormone nó phụ trách cái chức năng gì. Trong cơ thể đó thì các bạn về các bạn làm sức cầu hoặc cái bảng như cô mà gửi các bạn nha. Nếu như ai mà thấy bảng mà khó rối thì các bạn làm cái sơ đồ để có. Hồi xưa cô học đại học rồi cô cũng thường hay vẽ những cái sơ đồ cái tuyến đường thận thì tiết ra gì và chức năng nó gì để mình nhớ rồi cái phản hồi âm của nó là do cái hộp môn nào, giống hồi nãy mà mình giải thích lên cơ quan sinh dục nha các bạn. Rồi cái nhóm này thôi tạm dừng đây ha, rồi tôi sẽ khi mà có cái bài kiểm tra mà các bạn gửi cái file, chút nữa tôi sẽ có một cái câu hỏi nhỏ để các bạn gửi cái file để đánh giá từng người á, tại vì cái kia là bốn nhóm là tôi chấm điểm cho các nhóm ha. Thì ngoài đó thì các bạn còn một cột nữa thì các bạn làm học online thôi, các bạn làm file gửi cô đi ha. Làm cái câu hỏi về cái ứng dụng của cái bài mình học nha. Thì ngoài ra thì cái nhóm mà nhóm ba nãy bạn trình bày là thiếu cái sinh sản trên da cầm ha. Thì một phần sinh sản trên da cầm nên tìm hiểu ha. Và coi lại cái phần cái thức tố này ha. Thì ai nói hồi nãy cái phần mà thuốc ngừa thai á, thì khoa đã nói là nếu như khi chó chưa có lên trắng, khi chó chưa có lên giống ha, chưa lên thai thì nó có hiệu quả và thì nó không có bị ảnh hưởng tới tử cung không, còn nếu như trong giai đoạn lên giống hoặc là bị ảnh hưởng là tiêu tử cung giờ qua cái nãy giờ tôi cho thời gian thì các bạn có không trả lời chưa. Bây giờ không có thì cô trả lời luôn ha. Các bạn nghe tiếng đến không? Tại vì do dịch á, cô vừa chăn cái chữa nên cũng hơi ồn ha, cũng khó chứ. Thì thật ra thì cái này thì cái cơ chế thôi, giải thích cơ chế cũng như từ nãy giờ các bạn giải thích cơ chế thôi. Thì cái thứ nhất mà tôi vô khách vô mà khách nói là giờ tôi sợ thiếu cháu cái, tại vì trường sản là thiếu mà thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng mình cũng tư vấn là nó cũng sẽ ảnh hưởng do thuốc mê rồi ảnh hưởng do kích thích chỉ thì kia vậy ha, thì cũng có những cái mối nguy đúng không, thì mình cũng tư vấn nhưng mà thường thì thiếu cháu là nên tiền sản nó có một cái là hỗn hợp hơn là tim đúng không. Thì nếu như tôi là một người khách tôi rất là phẩm tôi rất là về đó, nên là tôi muốn thì tư vấn thì tư vấn thì chúng ta là khuyến cáo như Khoa nói là
thông tin khi mà nó có cái trong cái chu kỳ lên giống trong cái tim mang thai thì chúng ta phải kiểm tra nó kỹ trước khi tiêm, đúng không? Và vẫn tiêm được, tiêm được vẫn hiệu quả. Còn nếu như mà nó bị viêm tử cung thì để cơ chế các bạn sử dụng nó là cái bản chất của nó là progesterone, cái chất tố để tiêm để ngừa vô sự lên giống, đúng không? Thì khi mà progesterone thì nó làm cho cái an thai hoặc là nó sẽ giữ cho các màng thể nó ổn định. Đó. Thì khi mà con chó nó lên giống thì cái màng thể nó thể vàng cũng là lớn lên. Ngon, các bạn hãy giải thích hình ảnh cho các nhóm ba. Thì khi nó to lên vậy thì các bạn sử dụng progesterone thì nó sẽ giữ lại cái vị trí đó. Nha. Một phần nữa thì nó tăng lên cái tồn cái thể vàng các màng thể sẽ tăng lên lớn hơn trong tử cung. Rồi một cái chất tố đó nó tác động nó làm cho cái niêm mạc mạc hoặc cái nội mạc tử cung nó dày lên và nó tăng cái sự tích dịch. Thì khi mà nó có dịch nó tồn động lâu ha, một buổi đây sau đó thì các bạn là phải 3-6 tháng thậm chí một lần nữa thì nó sẽ cứ giữ ngoài để tăng cái số lượng dịch nó lên trong tử cung. Và khi tăng cái lượng dịch đó mà thì một phần nữa thì nó cũng có các cái vi sinh ở trong cái lồng tử cung đó nó sẽ làm tăng cái lưng lên với dịch thì nó sẽ gây ra cái biểu hiện là viêm nhiễm, có thể là bên ngoài tác động vào và có thể là trong lồng tử cung, trong lồng tử cung thì khi đó thì nó sẽ nhiều. Nó khi các bạn siêu âm nè, các bạn mổ ra cái dịch nè, có thể là dịch của máu, có thể là mủ sâu, đúng không? Có thể là dịch sâu và siêu âm các bạn sẽ thấy dịch hai bên tử cung và chỉ là ở cái phần tử cung đó. Đó là cái phần mà tôi giải thích cho các bạn ha. Thì khi có thì mình cũng tư vấn khách để mình có thể là chích hỗ trợ cho chứ không phải là 100% chích là bị viêm tử cung, chính là viêm tử cung, nhưng mà bạn cứ giữ đúng là điểm ha. Thì cái đó là cái câu bài giải thích của bạn nha. Thì các bạn nào có ý kiến khác không? Xin hỏi con cô, thì mình dùng cái gì để dạy con chó? Sao nói lại cô không nghe rõ? Thì lúc chuột nè hay dùng chi nó đo á, thì mình dùng cơ chế nào để dạy con chó nó trung hòa lại? Cô chưa nghe rõ, cô nhắn đi cho cô nghe, nó đừng truyền cho nó bị mất. Bạn nào không nghe rõ không nói nhắc lại cô nghe chứ. Thường á con chó nó bị ngộ độc thuốc á thì mình dùng cơ chế nào để giải độc tố cho nó? Cái đó là cái về bên bên đồng chất đúng không bạn? Dạ, thường cái chó nó bị ăn thuốc chuột hay là dùng Sinano á thì bên đứt chó nó thay đổi nó thôi. Thì nếu như ăn thuốc chuột á nó giảm cái làm cho nó không tan máu được, không giờ là đi ra tới khỏi cái môn sinh lý luôn, đúng không? Bây giờ nói luôn thì thường á là nó không đông thuốc chuột á, warren á, thì thường á thì bạn sẽ cái chất đối kháng đó là vitamin K nè, là nguyên tắc thứ nhất là sử dụng chất đối kháng. Nguyên tắc thứ hai, nếu như các bạn mà không có chất đối kháng thì các bạn phải dùng cái chất cạnh tranh. Thì cạnh tranh thứ nhất là trong cơ thể động vật thì thường là sử dụng được, đúng không? Để tiêu hóa, để tạo ra năng lượng. Thì các bạn phải sử dụng tiền đường, tiền glucô để cạnh tranh, để cho nó hấp thu cái sử dụng đường, để nó chậm sử dụng cái chất độc đó. Và chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc lợi tiểu nè, sử dụng các cái thuốc mà để nó làm viên than hoạt tính ha, để nó có thể hấp thu cái chất độc đó và nó không có hấp thu vào trong người để nó lợi thải. Đó là cái nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba thì chúng ta dựa vào cái cơ chế mà sử dụng thuốc ha, thu chuyển hóa, phân giải và bài thải, đúng không? Thì chúng ta biết được nó đang nằm ở cái vị trí nào. Ví dụ như ăn chưa được 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta biết là nó vẫn còn trong dạ dày thì chúng ta phải xúc dạ dày, kích thích cho nó ói. Nếu như nó xuống dưới thì chúng ta hỗ trợ bằng các phương pháp khác khi mà nó không còn có thể nào giảm được cái nồng độ đó nữa. Đó là cái ba nguyên tắc để chúng ta có thể là hỗ trợ để nó
các cái chất đối kháng thì của đó bạn thì thật ra thì làm về đọc thì có nhiều, và bạn nếu bạn mà cần thì tôi chia sẻ bạn cái cuốn sách dược lý cái Harris thì thường là người ta cái thuốc đó người ta nói chỉ định là làm gì, điều trị gì, rồi chống chỉ định, rồi thêm cái nữa là thường nó có một cái còn cái bên là đó, chất đối kháng của nó là gì khi mà các bạn sử dụng quá liều hay là khi mà các bạn ấy nó ngộ độc thì nó có đó. Ví dụ như cái Amitra không, cái isoniazid thì nó sẽ có cái chất đối kháng của nó khi mà mình sử dụng nha. Thì sắp tới các bạn học và đồng chất thì các bạn sẽ học được nhiều chất hơn mà các tạo nó riêng nữa, nhưng mà này các bạn hỏi thì trên nhóm nào tôi sẽ giải thích các bạn cái phần đó ha. Rồi các bạn có thắc mắc cái gì về cái phần này nữa không các bạn? Nếu không có các bạn thì sinh lý thì nó còn một số hệ nữa các bạn. Thì ví dụ như là hệ hô hấp thì các bạn về các bạn coi để sau này các bạn học các cái môn mà chuyên sâu về bệnh á thì các bạn biết được cái cơ chế bình thường của nó ha. Thì tiêu hóa hô hấp gì nó cũng cơ bản nên các bạn sẽ dễ hiểu hơn, đúng không? Thì cái phần mà cái bài mà hồi nãy cô nói chia sẻ với bạn cái thuốc người thai đó thì cũng sẽ chia sẻ với lớp, khi mà xong tôi sẽ gửi các bạn cái bài mà nghiên cứu và về cái cơ chế của nó ha, để các bạn coi về là của cái một cô ở Đại học Cần Thơ, đúng không? Thì các cái cơ chế đó nó cũng nhiều dễ dễ giải thích các bạn, bạn có thể đọc cô cũng chia sẻ các bạn. Rồi một phần nữa cô gửi các bạn mà sinh lý về cái điều hòa thân nhiệt á, thì cái phần sinh lý điều hòa thân nhiệt để các bạn biết được cái cơ chế về sốt hoặc là lạnh, và khi uống thì sốt bị lạnh thì nó có biểu hiện như thế nào, tác động lên cái thần kinh. Nếu như mà nó lạnh thì nó sẽ biểu hiện rung, biểu hiện là co người lại, đúng không? Còn nếu như mà tác động vào cái hệ thần kinh mà gây cảm nắng cảm nóng hay là gây những cái biểu hiện điều hòa mà nhiệt độ mà tăng, đúng không? Thì thường nó sẽ thở nhanh nè, để nó xuất nó bài tiết cái nhiệt ra nè, thì mồ hôi nè, rồi có thể là các cái tuyến giáp đó, thì cái phần đó các bạn về coi, và thường sẽ có cái biểu hiện điều hòa hoặc là cái nhiệt độ bình thường ha, để khi chúng ta điều trị. Cô đã gửi cho Thánh để gửi các bạn rồi ha. Rồi cái phần mà về dịch thì cô cũng đã gửi rồi ha, cô gửi cho các bạn luôn rồi. Rồi một phần thì các bạn về coi sinh lý sinh sản gia cầm ha, thì nó có riêng cái phần đó, nó riêng cái phần sinh lý sinh sản gia cầm. Các tình huống là gia cầm thì mỗi ngày thì nó sẽ đụng trứng và nó sẽ đẻ trứng, đúng không? Nó sẽ đẻ trứng. Thì các bạn về các bạn làm cô thay quợ, các bạn gửi cho Thánh tổng hợp lại, gửi cô học tên lớp của các bạn đang đi xin khai ký hiệu để cô biết ha. Cho khai cũng có họ tên, mở cái khai đó các bạn ghi cái tên họ tên các bạn để cô biết, cô dễ mở khi mà nó bị trùng á, khi đau rồi nó bị trùng á. Thì các bạn nói cho cô biết cơ chế và đẻ hay lọc. Các bạn nghe rõ không? Các bạn nghe cô nói không? Tại sao mà gà đẻ trứng có hai lòng? Các bạn có ăn trứng rồi đúng không? Thì các bạn có bao nguyên nhân? Nguyên nhân nó là do gì mà đẻ trứng hai lòng? Giải thích cái cơ chế nó. Các bạn nghe rõ không? Hai lòng là sao cô? Chưa hiểu cô. Hai lòng là chưa hiểu thôi. Ví dụ như là gà nó đẻ có một cái trứng, và trong trứng có một cái lòng đỏ thôi. Dịch đẻ trong cái trứng, một trứng có một cái lòng đỏ thôi. Nhưng mà có những trường hợp, và tôi cũng thường hay ăn, thích ăn trứng mà hai lòng. Do đó thì tôi cũng muốn, có nghĩa là các bạn về, các bạn ứng dụng cái sinh lý này để các bạn ở trại gà, các bạn sản xuất cho gà cho dịch đẻ trứng hai lòng để bán cho những khách biết như vậy. Không?
Tính ra có hai chồng rõ đúng không? À thì các bạn nói nha, nó có một cái là kích thích để đẻ bình thường, có cái là nó vô bệnh lý, nói nó là bệnh gì hay là bình thường mình tác động như thế nào thì nó tác đẻ được lòng nó, và giải thích cái cơ chế các bạn xử lý nó được không? Được các bạn? Được rồi. Rồi được ha. Thì các bạn làm cái file này á, các bạn đặt cái tên file là tên họ tên các bạn nha. Nha. Rồi thứ sáu tuần sau á, bạn gửi cho Khánh để Khánh tổng hợp lại hết cùng một file của cả lớp á. Một cái folder của cả lớp để gửi lại cho cô để cô chấm, cô gửi điểm ha. Rồi phần cái phần mà về thi các bạn, thì thi thì cô cũng nói về các cái cấu tạo và chức năng thôi, nên nó cũng không khó, và một hai câu hỏi để có cái thi trách nhiệm đó cô. À thi trách nhiệm ha. Dạ. À, thi trách nhiệm. Dạ. Thi trách nhiệm để đóng, nhưng mà nếu như cô có giúp lớp mở được thì tốt quá rồi cô. Thi online là thi thi dạ, thi tập trung đó cô. Tập trung ha. Dạ, tại vì ở trên phòng đào tạo thì coi là hai đề và hai đáp án, sau đó diễn viên sẽ ký tên để gửi về, rồi sẽ tổng hợp và gửi về. Vì em chạy qua cô lấy cũng được, em cô gần. Rồi để vậy thì cô biết để cô soạn thì dạ. Là tôi sẽ cho các bạn cái phần mà về cấu tạo đi. Cấu tạo thì nó gồm gì, rồi từ cái bộ phận đó thì nó thực hiện chức năng gì, không thì khoảng 50% về các cái cơ bản, rồi một khoảng 30%, 25-30% thì về các cái chức năng và kích thước tố, kích thước ở đâu và chức năng đó, không, và một phần nữa là xử lý về các cái cơ bản giống như mình trao đổi như thế này. Thì cô sẽ cho các bạn khoảng 50% câu hỏi ôn trước khi gửi đề. Các bạn đồng ý chứ? Dạ. Yeah. Đồng ý ha. Thì khoảng 50% thì 50% là được 5 điểm rồi. Mà 5 cặp với điểm trung bình thì các bạn đã chạy qua rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Đó thì thống nhất như vậy nha. Thì cố gắng thì sẽ... cái câu trả lời nữa thì nhóm nhóm các bạn thì qua cái điểm danh, qua cái tinh thần học thì các bạn cũng đã tích cực, các anh chị cũng đã có nhiều công việc tích cực đã tham gia vào cái lớp mình học. Tôi chỉ sợ là lớp mình là học sẽ cảm thấy nó không có ý nghĩa, chỉ có cái mục đích khác thôi, thì sẽ cảm thấy dễ không có tổ chức được cái lớp mà nó đến cuối cùng. Cái đó thì cũng mong là các bạn sẽ tham gia để các môn tiếp theo là nó hiệu quả giống như cái môn của mình. Đó. Và nếu như mà có cảm tình thì thầy cô cũng sẽ tạo hết mọi điều kiện cho các bạn để các bạn hoàn thành cái chương trình học của bạn. Đó. Và cô cũng như vậy. Thì chắc tình hình dịch thì các bạn cũng ráng giữ gìn sức khỏe ha. Và công việc thì các bạn cũng phải ráng duy trì để ổn định. Đừng bỏ nghề, không ai mà thấy sắp bỏ nghề thì cũng phải ráng nghĩ cho tương lai, ráng đừng bỏ nghề. Cô thì cô cũng về quê, cô trăng trăng nguyên cái kia mới đẻ luôn á, nên là cũng ráng để cho nó các bạn ở xong cái môn này. Dạ cô ơi, qua cô kêu cô gửi file, cô gửi chưa cô? Gửi rồi chứ, cô gửi rồi. Cô xin lỗi cô. Ủa sao em không thấy Khánh gửi cô? Chắc tí nữa Khánh gửi cho bạn. Khánh gửi mà mẹ. Khánh gửi cho bạn. Rồi thì càng gì nữa thì các bạn em gửi rồi mà, cái sinh lý điều hòa cần gì đấy. Cái rối loạn cân bằng dịch điện giải ơi, tại em gửi rồi mà. Sao? Chị... gửi tao, gửi cái đợt gì lầu đâu đúng đâu, cái bài giảng tuần trước của cô đâu có gửi, đâu có đâu. Với lại cái bài tập á. Có cô gửi rồi á, cái file chưa trên nữa đó anh, từ trước cái file file đó luôn á. Dạ để em kiểm tra lại.
đợt mà ông gửi là đâu có cái nội dung của hợp chuyện giật cô tuần trước cô dạng đâu. Sau đó cô nói là cô trong lúc cô dạng cô nói cô sẽ gửi thêm. Rồi sau đó là cái hôm qua cô có nói là cô sẽ gửi sau khi cô dạng xong cũng không thấy gửi. Bài giảng sinh lý thầy dịch đó anh. Dạ. Thầy trước một cái file điện thoại. Còn ông gửi hết tại lại ông gửi một lần lại đi. Ví dụ như có những cái shop này sao đấy. Giờ gánh tạo cái một cái trang chung của lớp luôn các cái tài liệu các môn khác nữa, tạo một cái trang của lớp và các bạn có cái bất vật của bạn các bạn vào và một cái bài xin lý thể dịch là rồi thì các bạn sẽ coi lại đó ha. Rồi còn lại nếu như các bạn có cái gì mà khác nữa thì các bạn cứ trao đổi với cô ha. Thì mà học về môn này chỉ là một cái môn nhỏ, có môn phụ về cơ bản thôi, nhưng mà mình dựa vào đó để mình giải thích các cơ sở chế sau này đó. Thì mong là cơ hội để gặp lại lớp các bạn tiếp theo ha. Dạ cảm ơn cô. Rồi, thôi chắc cũng chào các bạn ha, kết thúc cái lớp mình hôm nay ha. Chúc các bạn luôn khỏe và thành công trong công việc và sống nha. Chào cô, chúc cô luôn khỏe. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ rồi, vậy thì bây giờ là mình nghỉ nha chị. Thì ngon của mình là kết thúc. Thì anh chị làm bài tập cái phần mà cô gửi cô đọc lúc nãy ấy, thì em có gửi cái câu hỏi qua bên nhóm mình rồi đó, thì mọi người đặt file nha. Thì trước trước 18 thôi trước 8 giờ ha, trước 20 giờ thứ 6 tuần sau thì anh chị sẽ gửi bài cho em nha. Hẹn cho sẽ là cái câu hỏi vừa rồi đấy, lúc nãy em có gửi cho nhóm rồi đó anh chị, em phải đọc lại. Đó là cơ chế gà đẻ trứng có hai lòng, rồi có bao nhiêu nguyên nhân, rồi tôi nói là giải nguyên nhân với lại giải cơ chế để em ghi lại hoàn chỉnh rồi em gửi cho mọi người nha. Rồi cảm ơn Thắng nha. Dạ rồi, em chào anh chị và chúc anh chị cuối tuần vui vẻ nha, an toàn sức khỏe nha. Rồi chào. Dạ rồi, em chào anh chị, em chào cả lớp ạ.